Rồi, em chào các bác nhé. Này, vườn dưa em, hôm nay em bẫy chuột cho các bác nhé. Cho các bác xem như thế nào. Chuột cắn phá vườn dưa nhà em nhiều quá nên hôm nay em quay video bẫy chuột cho các bác xem nhé. Đây, đây bẫy chuột nhà em dùng bẫy cổ truyền thôi. Đây. Đấy, 4 cái. Xong chuối em cắt lấy chuối cho làm mồi nhử mồi câu rồi đi bẫy của em nhé. Em toàn bẫy gần bờ thôi, dừa rồi đó, nó bới các kiểu cực kỳ gắt luôn, mất mùa cũng bởi chuột thôi. À, đây ở giữa này em sẽ gọi là bẫy khu này, xem chỗ nào nó hay đi. À này, khu một khu này bẫy chỗ này nhá, một mình em quay nó khó quá, vừa bẫy vừa quay nên khó nên em sẽ tạm dừng tí xong em đặt điện thoại. Rồi em vừa đặt điện thoại xong nhá, giờ em bẫy cho các bác xem này. Chuột nhiều quá nên hôm nào em phải đi bẫy thôi các bác ạ. Bẫy cổ truyền không biết có thành quả gì không các bác. Cái này cẩn thận tí các bác ạ. Không dính tay như chơi các bác ơi. Dính tay đấy. Phủ lên nhá các bác nhá, không phủ nó nhìn thấy, giờ thông minh ấy. Khôn lắm, chuột. Là phải lấp hết các bác. Để chừa tí nó nhìn thấy, nó ngửi thấy thì cũng thôi. Giờ không như xưa phá nó đi. Rồi bẫy tiếp theo đi của em nhá, rồi em lại tìm lại được chỗ bẫy này này này, rồi đây rồi chỗ này nhá, rồi em lại đặt điện thoại tí, rồi tiếp tục em bẫy nha các bác nhá, em bẫy chỗ này nhá. Rồi. Bẫy xong em lại tiếp tục phủ, không phủ thì thôi rồi, nó ghê đấy. Bẫy kiểu này nguy hiểm lắm các bạn, kẹp tay như chơi. Rồi tiếp tục đi bẫy cùng em tiếp theo nhá. Này em bẫy chỗ này nhá, các bác không nhìn thấy rồi. Rồi tiếp theo em sang bẫy bên kia nhá các bác nhá. Đây. Chỗ gần chỗ hòn đá kìa, em thấy chỗ kia lối nó đi hay sao ấy. Đấy, không phải không quanh này. Rất yên bình. Rồi em lại đặt điện thoại nhé, tại vì mỗi mình em quay nên nó khó. Đặt điện thoại em tạm dừng tí, xong em cho điện thoại để một chỗ, xong em quay ấy. Rồi tiếp tục bẫy cùng em nhá. Em bẫy tiếp.
lại vướng cái này nữa rồi các bác. Dây lều khều lại tự vướng. Chịu. Lại mất thời gian rồi. Chịu luôn. Đang quay vội. Các bác chờ. Trời ơi. Gỡ máy mà khó quá các bác ạ. À, em bẫy cho các bác xem nhá. Chuối nhá. Chuối tiêu nhà mình luôn thơm phức. Người còn thích. Huống chi là chuột. Hy vọng là nó bẫy trúng chuột. Đây. Lò xo hơi bị căng luôn. Giờ em lại phủ đất nhá các bạn nhá. Không phủ đất nó lại nhìn thấy. Đất bay vào là sập luôn là mệt. Rồi. Ok. Bẫy tiếp theo cùng em nhé. Bẫy bên kia. Rồi, theo chân em sang bên kia bẫy tiếp nhá. Sắp hết ở vườn dưa em nên này, tìm chỗ nào bẫy cho nó hiệu quả. Rồi, em bẫy đây đây. Có một lỗ đây. Rồi, em lại đặt điện thoại tiếp nhá. Tí em lại quay tiếp. Em đặt điện thoại in một chỗ đó. Mỗi mình em quay nên khó quá. Em không vừa quay vừa bẫy được. Rồi, em bẫy chuột nhá các bác nhá. Em bẫy cho cái này về gần cuối, cho gần đây khóa thì nó ăn thì nó không 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 bật. Cho gần cuối, gần cuối thì lại nguy hiểm, nó sẽ bật dính mình luôn. Đây em để đây nha các bác nhé. Đấy, cầm nó phải từ từ, cầm mạnh phát ra nó bật vào mình luôn. Rồi, coi như em bẫy xong rồi nha các bác nhé. Ngày mai chờ thêm xem thành quả của em nhé. Rồi, em chào các bác. Hẹn các bác ngày mai gọi là xem thành quả của em. Rồi, chào anh em nhé. Đây thành quả đấy nhá. Thành quả hôm trước em bẫy chuột đây. Một cá đã bị dính. Đấy, cái tội cắn dưa nhà em này. À, tiếp theo nha, đi tìm em nha. Em bẫy 4 cái thôi. Trúng không? Đâu rồi? À bên kia. Ở vườn dưa em. Cái này không trúng này, đây đây. Đây. Ồ, nó đây. Ồ, ta. Em bẫy gần không trúng. Đây. Tội cắn dưa này em này. Giờ mọc lên tí là cắn, mọc lên tí cắn. Rồi, tiếp theo nhá, đi tìm cùng em. Đi thăm bẫy cùng em đây. Ồ, to. Lỗ rất to luôn.
một cái lại bị dính. Vui ghê, vui ghê, vui ghê. Đây, lại dính con nữa nhá. Tội cắn phá này. À, còn cái cuối cùng bên kia nhá. Đâu nhỉ? Bên kia. À, đây, đây rồi. Đó. Đây, cắn dưa đây. Cao thế này cũng cắn được các bác ạ. Đây này. Thấy chưa? Cao thế này cũng bắt cắn này này. Đấy. Cắn cắn toàn cắn nửa nửa xong lại bỏ không ăn, chịu. Đó. Đây cái thứ tư nhà em đây. Ừ, cái này không 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 ấy rồi. Không dính đâu. Ồ. Thành quả của em hôm nay được 2 con, thế là vui rồi. Cảm ơn các bác nhé. Rồi.